Đây giới thiệu là con mới dòng ăn lờ mới trong thùng của Đài Loan nha, cabo nha, màu cam mắt đẹp nha, có gồm là 10 ngựa nha, rồi mới cút xéo và cút thẳng, hay gọi là tôi chậm tôi nhanh đó. Đây cút xéo là cốt làm gì đây, à, cốt lệch bên cút xéo, cút thẳng là cốt làm đây, nó hai con mà con phân biệt ha, rồi là cút xéo thẳng vậy đó, thấy giống hệt cho máy xăng thôi bà con. Nếu mà cút thẳng là 3.600 vòng trên phút, còn cút xéo là 1.800 vòng trên phút, tốc độ hệt máy xăng. Theo giá xăng cao này bà con nên xài dầu, dầu sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, mặc dù nhiên liệu nó ăn bằng nhau nhưng giá dầu cũng đồng rẻ giá xăng, bà con tiết kiệm được phần nào đó. Tốc độ giống hệt máy xăng nha, 3.600 vòng trên phút nha, tôi nhanh tôi chậm thì 1.800 giống hệt máy xăng thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886 5707, vừa đề vừa giật luôn bà con. Đây nó tặng theo là hai dây nguồn đấu bình tắt ổ khóa nè, bà con về câu vô 23 thì phá ra nè. Đây nó có sẵn chế sạc rồi sẵn hết trơn bà con, mà con cứ ghim vô ổ khóa ghim vô bình là tự động sạc thôi, đơn giản dễ hiểu thôi. Đây, cầu chì nằm đây nha, con kiểm tra cầu chì nha. Nếu mà con xài thời gian lâu á, quy định là 100 giờ hay gì đó, nếu mà con xài nhiều á thời gian á, mà con nó nặng giật á là con mở ra chỉnh cò lại, chim cò đúng theo quy định đó là sẽ giật nhẹ hơn. Con xài nhiều phải làm vậy ha, đẹp ha. Tại sao này là bô nó ra thẳng luôn nha, nó không có co nha, nó ra thẳng luôn. Này là lại ra thẳng luôn chứ nó không có co. Đây ra thẳng luôn, à, cục xéo cũng thẳng. Con là cái tờ luôn nè, 0886 5707, chỉ dầu tiết kiệm mà con ơi, giá xăng đang mắc, giá dầu tiết kiệm hơn, tốc độ vẫn như máy xăng thôi, cũng 3.600 1.800 10 ngựa đẹp ha, sao ốc vàng cháy. Kinh bò phụ tùng đồ có nha, heo bét là những thứ cần có nha, heo đây những kiện có heo bét đầy đủ nha. Rồi bà con là cái điện luôn nha, 0886 3507, mới trong thùng can to màu cam rất đẹp nha, hàng mới nó khỏe bà con ơi, cứ 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi, mới sẽ tiết kiệm dầu nhiều hơn do bét heo nó còn kính. Đây phụ tùng đây là bét là đầy đủ nha, đẹp đầy đủ, kết hợp sạc luôn. Nó sẽ tiết kiệm giá nhiên liệu hơn, xăng lít thì nó mắc hơn mấy có mấy ngàn lít thì xài dầu sẽ tiết kiệm đi hơn bà con, giảm bớt chi phí, con đi biển đi tàu đồ đi đánh bắt nó cũng đỡ tiết kiệm hơn, chạy đường xa rất tốt, máy dầu chạy xe rất là mạnh nha, máy này lực lắm ạ, cái 10 ngựa mà đẹp sao đẹp ha. Ờ bà con nào có nhu cầu luôn là 0886 3507. Xéo cút thẳng mà con ha, cút thẳng là cốt nằm bên giữa nè, là tôi nhanh đó, 3.600 đó, cút xéo là cốt nằm lệch bên vậy đó, là tôi 1.800, giống hệt máy xăng thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0886 3507. Bà con xài thời gian nhớ làm vệ sinh cái lượt gió nữa bà con, đây mở vệ sinh ra làm lượt gió nha, quy định thứ giờ đó. Đây. Giờ bà con mở ra làm vệ sinh nha. Đây. Giờ dắt bà con ra làm vệ sinh cho nó hợp lý. Đây, bà con nhớ làm vệ sinh nha. Mình có kiểm tra đúng kỹ thuật thì xài nó sẽ bền hơn bà con. Cái gì cũng vậy, phải xài đúng kỹ thuật thì nó sẽ bền và đi đường xa nó an tâm hơn. Con phải xài đúng kỹ thuật là ok, không có gì xảy ra hết. Rồi, con nào có nhu cầu luôn nè, 0886 3507. Để vệ sinh vậy thôi. Nó xiết vô. Con nhớ sàn thời gian mà con phải làm vệ sinh nha. Xiết vô. Cứng thôi. Đừng lắc. Thời gian mà con xài phải xiết ốc lại nha, xiết ốc lại hết.
tại vì máy nó rung nó sẽ ảnh hưởng ốc. Còn xài giống như máy hàng xe máy thời gian ngàn cây đi bảo hành lần đầu đó là con siết ốc siết bô lại, đó là bắt buộc. Rồi con nào có nhu cầu luôn là 0886 35 6 7. Rồi chào bà con nghe, bữa nay thì con ăn dầu 10 nè, con là 10 nè, của Đài Loan nha, Canbon nha, bảo hành 30 tháng, bảo hành 3 tháng nha, 90 ngày. Đây là khúc thẳng, đây khúc thẳng là 3.6 dòng trên khúc, nặng 51 kg. Đây khúc thẳng là khúc nằm đây đây, khúc xéo thì dịch vào đây, có đề có sạc kết hợp với bà con mình xe máy xài được rồi, có ổ khóa dây nguồn có sẵn bà con nè, con mua mình xe máy xài được rồi, phụ tùng linh kiện đầy đủ nha, heo vét và đầy đủ nha. Rồi con phải nhận luôn nè, 0886 35 6 7. Rất đẹp rồi con, máy mới nó khỏe bà con, hư 20 chặt đổi mới thôi, nhưng phần máy dầu nó tiết kiệm được nhiên liệu hơn bà con, giá dầu rẻ giá xăng nên bà con xài cho tiết kiệm hơn, đỡ chi phí hơn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nè, 0886 35 6 7 7. Đây là khúc thẳng 3.6 dòng trên khúc, nó có hai màu con, màu đỏ và màu cam, tôi thuộc màu nào lấy màu đó, máy giống mặt ngựa nha, khác màu thôi con thích màu nào lấy màu đó, thường thường giờ còn màu cam là nhiều, không đẹp ha. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886 35 6 7 7. Chào bà con nghe, bữa nay thấy con cái máy dầu ngăn lời khúc xéo nè, 10 ngựa này, đây khúc xéo đây. Khúc xéo 10 ngựa nặng 51 kg. 1.800 dòng trên khúc. Có đề có giật có sạc kết hợp nha, đây khúc xéo đây. Khúc xéo là khúc nằm đây nè bà con, khúc thẳng là khúc nằm đây. Này tiết kiệm dầu bà con. Giá xăng mắc bà con xài máy dầu sẽ tiết kiệm hơn. À, vừa đè vừa giật luôn, cho hợp cho em phụ nữ nào luôn, nó vừa đè vừa giật kết hợp luôn, con cứ xài vô tư ngon lành. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886 35 6 7 7. Trên bo màu cam đẹp không? Tùy theo đợt có về màu rồi con, nó có hai màu thông dụng, đó là màu đỏ và màu cam, con thuộc màu nào tính màu đó, lấy màu đó, giá giống nhau thôi, chỉ khác màu đỏ màu cam thôi con. Phụ tùng linh kiện đầy đủ nha, gồm đó là bét nè, bét dầu nè, heo dầu nè, có đầy đủ luôn, cái đó là phụ tùng thay thế lúc nào cũng có sẵn, con alo là có, đặc biệt là mua máy nào là mua phụ tùng máy đó mà con, chắc ăn khỏi suy nghĩ, khỏi sao gắn dừa, cứ máy 10 ngựa là mua đúng phụ tùng 10 ngựa gắn vô. Đây là khúc xéo nè nha. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886 35 6 7 7. Nói thiệu con hai cái máy dầu nè, hai máy chạy dầu đây, dàn lắp đưa tôm luôn, dàn chạy thiền ghe nè, phun nước rồi đưa tư luôn, bộ chạy thiền ghe nè đó, con gắn vô xài thôi, tiết kiệm dầu bà con ơi, giá xăng giờ mắc bà con nên xài dầu đi, nó rẻ hơn chút. Rồi, cũng 10 ngựa, cũng là tua 3.6 tua 1.8 nha, mới trong thùng, bảo hành bà con là 90 ngày. Nó đẹp không con? Đẹp. Rồi, bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886 35 6 7 7. Là hai bộ dành để chạy thiền, chạy ghe, nuôi tôm rồi đó. Tốc độ cũng ngang ngang với máy xăng nha con, cũng 3.6 nha. Mới nó khỏe bà con ơi, thứ hai dịch dạch tháng đầu mới máy dầu nè, vừa đè vừa dập, kết hợp với sạc bình tự đa luôn, nên bà con đang xài bình nhỏ được rồi. Đây, mới trong tụng luôn nè ha, con này là cái máy phòng nặng 51 kg bà con, tới tôi chậm á là tôi cũng xéo á là 1.800 dòng trên phút, đối tôi nhanh á là 3.600 dòng trên phút. Dầu nữa, đi xa vô tư luôn. Rồi, bà con nào có nhu cầu luôn à, 0886 35 6 7 7.
giờ tiện rồi con ơi. À, bà con có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Vàng lá vừa nguyên chất liệu inox 304 và sắt mã kẽm mà con. Con thích hợp nào lấy cái đó, thích cái nào điều kiện con xài cái đó. Nước ngọt xài ba sắt mã kẽm rồi vô tư rồi thích nào hư. Đối với chiến dịch hai cánh á, cái quạt hai cánh á là dành cho máy cút thẳng. 3.600 dòng đó, nó cút thẳng nè. Còn đối với dịch ba cánh á, ba cánh quạt ba cái lá á là xài cho cút xéo 1.800 dòng trên cút. Rồi con nào có nhu cầu luôn là 0886356707. Máy dầu tạ tiện mà con ơi, cứ 20 chặt thắng đầu đổi mới thôi. Ồ, con là có nhu cầu luôn nè, 0886356707.